Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mod cái The Mid Soccer 2019 bản Legend, nghĩa là các cầu thủ huyền thoại đấy. Ok, thế đây là các bạn có thể thấy đây là cái giao diện bản mod này, và đây là bản V6.11, nghĩa là phiên bản mới nhất của The Mid Soccer. Ok, thì phiên bản này là đá online bình thường, hack đội hình bình thường, và có một đặc điểm nữa là nâng cấp này thì bằng một click. Đây sẽ mua mình nâng cấp bằng một click để xem để tiền bán cầu thủ đã. Đây là cái data đội hình huyền thoại nhá, mình sẽ để đấy, bạn nào tải cũng được, không tải thì cũng được. Đây mình sẽ mua thử cầu thủ để bạn xem. Ok, mình sẽ mua đơn đôi. Đồ họa thì là Full HD bạn nhé, Full HD đấy. Ok, bây giờ mình phải vào nâng cấp. Đây, dùng đồ này, nâng cấp này. Đó, một click thì full luôn. Đây, full tất luôn. Đó, các bạn có thể thấy là full nhé. Ok, thì đây là cái giao diện của mod này, đây, mod rất đẹp nha các bạn. Thì cái bản mod lần trước thì mình đã làm được 50.000 view rồi, mong là cái bản mod này các bạn tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn nhé, cảm ơn các bạn nhé. Tiếp tục. Đây, màu xanh rất là đẹp luôn. Bản này đã online bình thường các bạn nhé. Đây mình sẽ vào trong tiếp. Hiện tại này có cả Lê Công Vinh. And here we are, moments away from kicking off the elite division. These teams have fought great. Đã bình thường các bạn nha. Đây là chế độ mẹ khó luôn. Thì các thủ đá rất là khó. Và Lê Công Vinh. Pele. Ok, phải đợi bàn thắng đầu tiên rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách để mod cái bản mod này nhá. Thật ra này cực kỳ đẹp luôn. Ok, đầu tiên các bạn vào bấm vào cái link tải ở dưới. Thì mình sẽ làm một link tổng hợp của 3 link OBB, ABK và data. Ok, thì các bạn bấm vào cái link download thì nó sẽ hiện như thế này. Thì đây là 3 cái link tải này. Đây 3 cái link Modern Dynamic Soccer 2019 Legend phiên bản V6.11, logo chuẩn, nâng cấp một click nha. Thì các bạn phải tải cho mình hai cái file đầu tiên thì bắt buộc phải tải. Còn sách cái file cuối đây này, các bạn có thể lấy data đội hình nào cũng được. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn một cái tải, rồi các bạn làm tương tự với ba cái còn lại nhé, hai cái còn lại. Ok, bạn bấm vào. I'm gonna show you.
mở. Các bạn bấm cài đặt. Cài đặt nha. Các bạn đợi cho khoảng tầm nửa phút. Ok, xong. Các bạn bấm vào xong này. Tiếp theo, và cái link OBB. Đây, OBB. Các bạn bấm chọn. Bấm vào xem. Các bạn giữ chọn cho mình. Giữ chọn này. Bấm vào sao chép này. Bộ những thiết bị này. Đây. Android. OBB này. Đây, OBB này. Các bạn dán cho mình. Cái nút dán ở trên nha bạn nha. Các bạn chỉ cần chạy về 100%. Ok. Bây giờ các bạn bấm tải về. Ok, nó cho phép. Rồi, bấm vào nhé. Đây, là cái bản mod này. Đội hình đi nhé, đội hình. Đấy, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình kết thúc tại đây nhé. Chúc các bạn thành công.